Theo tờ Spanichi của Nhật Bản, Man United đã theo dõi Jaen Suzuki, người đang khoác áo câu lạc bộ Urawa Red Diamond từ năm 2017 và cuối cùng đã quyết định chiêu mộ thủ thành 20 tuổi ở mùa hè này. Man United bất ngờ khi đồng ý chi ra 5 triệu bảng chiêu mộ thủ thành người Nhật Bản Jaen Suzuki. Quỷ đỏ đã đồng ý chi 5 triệu bảng cho Jaen Suzuki, đồng nghĩa biến thủ thành gốc Mỹ người Nhật Bản trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất V-League. Thỏa thuận hiện đang gần hoàn tất và một thông báo có thể được đưa ra trong vài giờ tới. Đáng chú ý, Jaen Suzuki không phải là lựa chọn số 1 ở khung gỗ của Urawa Red Diamond ở mùa giải này khi mới có 5 lần bắt chính trong các trận đấu cúp quốc gia của đội nhà. Thay vào đó, thủ thành kỳ cựu Susaku Nishikawa vẫn là lựa chọn số 1 của Urawa Red Diamond trong khung gỗ. Vì vậy, Jaen Suzuki rõ ràng không phải là bản hợp đồng có thể thỏa mãn sự mong đợi của người hâm mộ Manchester United. Sau khi để De Gea ra đi tự do ở mùa hè này, đội chủ sân Old Trafford vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một chốt chặn đủ tầm thay thế thủ thành người Tây Ban Nha. Thực tế, mục tiêu số 1 của huấn luyện viên Erik ten Hag cho vị trí thủ môn là Andre Onana của Inter Milan. Tuy nhiên, giám đốc thể thao của Nerazzurri, Piero Ausilio đã từ chối mức giá 34 triệu bảng mà Man United đưa ra cho cầu thủ này. Đội bóng thành Milan muốn ít nhất là 50 triệu bảng cho Onana. Thế nhưng, sau khi chiêu mộ thành công Mason Mount từ Chelsea, Quỷ đỏ không còn quá nhiều ngân sách để theo đuổi thương vụ này.